Chào mừng đã đến với chuyên mục Thế giới động vật. Hôm nay chúng ta sẽ quan sát cuộc sống của một con Amphrod ngoài hoang dã là như thế nào. Ồ, nhìn nó hạnh phúc chưa kìa, chắc cuộc đời của nó phải tươi đẹp lắm. Đối với nó có lẽ hôm nay là một ngày hạnh. Fuck you, bitch, mẹ chết mẹ đi ha. Rồi tôi sẽ còn phải trang trí lại nhà một chút. Nãy chúng ta sẽ đổi chỗ cái này. Nãy lấy cái thùng rác đi chỗ khác rồi đặt cái này ra. Ok, đặt cái thùng rác ở đây. Rồi, chuẩn phong thủy. Chúng ta sẽ chế cho mình vài cái đồ sắt để lên đồ. Ok, chúng ta có một lần thời kỳ đồ sắt, vứt mẹ mấy đồ đá đi. Rồi tôi tìm thấy một con bot xếp ai ở đây và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn nước sôi nó. Nhưng mà trước hết tôi còn phải chui vô hang nằm chung với nó cái đã. Đây, đây rồi. Ok, chào cậu. Rất vui được trộn nước sôi cậu. Và con này thì cũng không có cái gì khó khăn hết. Hồi đầu thì nó dễ dụ một chút, rồi sau đợi nắp lại thì nó cũng im luôn. Và chúng ta lại có được một cái Lux Drop Off. Rồi cái này thì nó sẽ giúp mình triệu hồi Banshee. Mà mình nghĩ là trong cái thế giới này thì cũng không cần thiết lắm đâu. Tại vì kiểu gì mình cũng sẽ thấy một cái form Banshee gọi là cái tờ gì đấy spam ngoài thiên nhiên. Giờ tôi sẽ cần phải đi qua một cái vùng đất khác để mà đi khám phá kiểu farm được cái kiểu. What the fuck. Damn. Ê, mới tê qua luôn. Zacian God. Chúng ta đang có một cái này nhìn ngầu phết nha. Nó có hai thanh kiếm dắt hai bên này và cái cầu gì đó sau lưng đó. What the fuck. Hey, ngót tao đâu? Ôi, cái phong ngầu lợi của tao đâu? What? Thằng nào lấy đi rồi, mẹ thằng nào bưng đi rồi, đừng mà. Nó chỉ là cái form bình thường của con Zacian thôi. Còn nếu mà lên cái dạng cầm kiếm á, thì nó sẽ mất form. Hơi Sida thế nhưng mà thôi. Nó đẹp vời lời cho nên là hôm nay chúng ta phải bắt được nó. Má không bắt được làm chó. Hiện tại tôi đang rất là kiên nhẫn với cái con mặt thộn này. Mày quăng nãy giờ nó vẫn chưa vô à. Máu của nó còn có 19.4% thôi. Nhưng mà quăng mẹ quăng mãi luôn, nó vẫn đéo vào. Và tôi nghĩ là tôi chuẩn bị sổ thôi anh em ạ. Anh em nhìn số bone của tôi đi. Được cảm ơn nha nó. Kiểu này xác định đổi logo kênh từ con ớt thành con chó của mẹ nó luôn. Rau luôn, chính thức tôi làm chó luôn. Đậu phòng, tôi bắt không được nó. Thôi giờ tôi thực hiện lời hứa hồi nãy nha anh em. Gâu, gâu. Vừa đi nhặt ve chai về và có khá là nhiều đồ ở đây. Và tôi sẽ bán nó để có tiền mua bone để mà không có hụt bất kỳ một con legend nào nữa. Khá là giống cái phần Big Salmon trước là tập đầu tôi cũng để hụt một con legendary, hình như là con Latias. Phần này tôi lụm hụt mẹ con Zacian. Tôi tìm thấy một thứ rất thú vị ở trên sa mạc này anh em. Đây, tôi đã thấy một cái lăng mộ của Pharaon. À, chỗ này nguy hiểm lắm nha, lớn nữa là tôi vô nên nằm chung với ổng luôn. Đây rồi, là chúng ta có bốn cái rương và một cái miếng này đập mẹ nó đi. Ấy, một cái review glass này dùng để chuyển hóa con Todadus Landorus đồ ấy. Và chúng ta có ba cục kim cương. Và hai cái rương còn lại thì nó không có con mẹ gì xịn sò hết cho nên là chào thân ái và quyết thắng. Sẽ tạm biệt sa mạc khô cằn để đến với một vùng đất nào đó gọi là tươi mát hơn. Dụng này mát á nhưng mà không có con mẹ gì hết, xung quanh đây là chỉ có cắn cỏ với lại hít kẹo thôi à. Con người ra đó cho cắn dài viên cái lên level luôn. Một con Melmetan đã xuất hiện. Ý dìa. Một con Melmetan, cái này là con gì? Emboa. Kết hợp giữa Melmetan với lại Emboa. Con này thì cũng bình thường, giống kiểu con Emboa trúng số xong đi tập gym xong đeo thêm mấy vòng vàng lên nữa. Y chang con này luôn. Cái thằng cha trong nhà tôi chưa có bán Ultra Ball cho nên là xác định con này đi về chi vãng rồi. Rồi hít cỏ đã, bây giờ chúng ta vào rừng hít lá đu đủ nha mọi người. Lá đu đủ nó ảo hơn hít cỏ nhiều, nhiều khi hít xong một con Legend. Ý. Tôi định nói gì ta? À, nhiều khi hít lá đu đủ vô cái anh em thấy Aesop đang nhảy hip hop nữa. Tôi gặp rồi nha anh em. Bữa tôi hít xong tôi thấy tôi đang giật tay với Aesop. Tôi thắng tại Aesop nó không có tay. Còn bên này là một con Cobalion Violet. Con này độc vật hoang dã mà nhìn máy móc quá. Chắc là có ông tiến sĩ vui tính chát đời nào đó đi vô rừng làm chuyện ấy với con hươu nên là nó mới biến dạng như thế này. Trước nở rồi nè anh em. Rồi, một con Meryl. Ui, hít lá đu đủ xong bây giờ tự nhiên có cái cổng nó mở ra nè. Hay, tôi vô coi thử nó đi đâu. Tại vì tôi biết là dẫn đi đâu mà, nếu chúng ta chuẩn bị hạ cánh này xuống Ulka Wunho. Sao đây đỡ lẹ. Ủa, ổ đất đâu, dịch mẹ. Mẹ thứ mất dạy. Bà mẹ cái cổng. Má chắc do hết nửa lá nên đi nửa đường nó dừng lại. Chứ tôi mà hết nguyên lá chắc nó tới nơi đó. Một cái Master Chết. Dermer, Master Chết. Cho tao cái gì đó xịn xò. Cho đi, đồ còn ngựa nó. Một cái Bít Chết. À, tôi được một cái đĩa độc. Ok, tôi được ba cái đĩa rồi Dermer. Không biết là đĩa này ngoài việc gắn vô con Sivali thì bây giờ mình lắp vô cái máy phát nhạc nó có phát ra tiếng nhạc không? Mà nếu phát thì nó là nhạc gì? Bolero hay là EDM? Hay là gió ơi xin đừng lấy em đi. Ok, tôi có một cái viên Solgaleum Z, một viên kẹo, một cái Ender Pearl. Rất tuyệt vời, tôi có cái Ender Pearl này rất đúng thời điểm. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia bằng cái Ender Pearl này. Fuck yeah. Đúng. À đù. Tôi đã tìm thấy căn cứ quân sự của mấy con Enderman bỏ lại. Này, chúng ta có một chiếc thuyền ở đây. Tôi sẽ lên check thử là trên chiếc thuyền này có cái gì. Liệu đây có phải là thuyền của Herobrine đang trên con đường tìm One Piece? Xin nha mấy cậu. Ok, một cái diamond chết ở đây. Một cái áo giáp kim. Còn mẹ nó.
What the fuck, sao nhìn áo nhìn nó tri thức vậy? Ok, chơi do cái sổ bách nhìn nó tri thức quá. Hai giáp, áo giáp tiến sĩ. Ờ, một cái xiển kim cương có fortune 3, mày muốn tao đào đất ra hai cục đất hay gì? Một cái cấp sắt ngon hơn cái cấp sắt của tôi. Và một cái play. Rồi giật đồ cho cái thuyền xong, bây giờ tôi qua giật đồ trong cái nhà. Nhìn tôi như là siêu trộm kiếp vậy anh em ạ. À, mỗi tội là tôi thiểu năng hơn ổng thôi. Ui, chúng ta được rất là nhiều kim cương ở đây, được 9 cục luôn. Ui, tuyệt vời. Chính vì kim cương này chúng ta có thể chế thành một khối block kim cương. Rồi sau đó cứ mỗi tối tôi đã đập đầu cho đó cho nó bớt thiểu năng. Tại vì đập cho đó một cái là nó sẽ nát. Mà chúng ta sẽ không sợ thiểu năng nếu chúng ta không có não. Đúng rồi, hợp lý. Bây giờ đây có một ender chest nó khá là tiện lợi, tôi có thể nhét hết mấy thứ không cần thiết vào đây. Ok, mấy thứ này tôi sẽ lấy ra và một lúc là đấy. Ồ, má cái dùng gì mà nó xanh lè ra. Hình như là Ultra Deep Sea không nhỉ? Cái này là dùng biển ở dưới Ultra Beat. Không biết là có cơ hội nào để tôi có thể nhìn thấy một con cá bơi trên trời không ta. Ui, đây có phải là kim cương hay không? Đây. Ô, nhìn nó màu xanh này. Ôi, nhìn thật là bóng lên. Bà mẹ nó là biết là rồi đi. Ok, thì tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với lại khu vực này. Và tôi đã cướp được rất nhiều đồ ở đây. Cho nên là tôi nghĩ đến lúc từ biệt. Ok, chào thân ái và quý thắng. Ok, chúng ta đã trở lại với thế giới thật. Tôi đã... Oh my god, cái này rồi xong tụi bay chết tao rồi, tụi bay thấy mẹ cái tao rồi, tao tới thời tao tới rồi, còn mẹ nó.